Đây, mến chào các bạn nha. Hôm nay mình cùng xem con máy cài Shibauga sới dần sới nhận 3 thước các bạn, sới dần sới nhận 3 thước. Nhưng mà con máy cài này Shibauga mình rất mình thấy nhiều rồi mà mình không thấy con máy nào mà Shibauga màu xanh kiểu này các bạn. Mình cũng biết là nó là con máy bao nhiêu luôn, để vô đây coi được thì mình coi mình đọc cho các bạn xem. Máy này hiếm thiệt chứ, không thấy luôn, rất là hiếm. Mình đang đứng ở cánh đồng Tân Tiến ở An Giang nha. Ở đây thì hiếm đó, mà không biết ở quê ở chỗ nào thì nó có hay không, không biết. Ở đây thì rất là hiếm luôn. Shibauga màu xanh. Đây, Shibauga màu xanh. Xanh trời. Tới 3 mét nè, đảo luôn. Sẽ nhận 3 mét các bạn. Máy này máy nhiêu vậy anh? Máy này máy Shibauga nhiêu vậy? Con máy này Shibauga nhiêu hả? 3.000. Shibauga 3.000, nãy giờ em thấy màu đỏ rồi mà sao mà con này màu xanh ta? Mấy sơn lại rồi. Ờ à, gì hả? Shibauga màu xanh sơn lại hả? Dạ. Chứ nó đâu phải màu xanh đâu anh. Dạ. Ờ, thành ra thấy giống hệt như sơn mà nhìn giống như là nước sơn kia ha. Quay YouTube hay gì? Ờ đúng rồi anh. Kênh anh tên gì hả? Dạ. Anh bấm vô cây lúa quê hương là gặp em à. Vậy hả? Dạ. Có coi luôn. Dạ. Coi mấy dàn sới nhận bên là gạch bển đó. Dài dài đúng không? Dạ. Mới mua cái này mà. Dạ, có dàn tới 4 mét mấy luôn. Cái này anh mấy mét? Này 2m8. Ờ, 2m8 nhiêu 3 mét rồi. Tại cái cầu đi ngang không lọt. Dạ. À, có dàn sới nhận ở bên là gạch bển nó có ship 3 khúc luôn đó không? Dạ. Có những dàn nó ship 3 khúc luôn đó. Ship tôi sợ không bền. Dạ đúng rồi. Đúng mà dàn nó tới 30 triệu là còn dàn này nhiêu? 28 triệu còn nữa. Dạ, 28 à. Dặn là ship đó tôi hỏi tới ba mấy lần. Dạ đúng rồi, dặn ship đó tới ba mấy lần. Cái này hộp sọ này. Ai được? À, kêu qua máy khai nước được chưa, qua tâm á. 28 triệu ha, 28 hộp sọ này hết ta. Sọ này thì cũng qua đất mình là kêu khai được rồi, nó lâu rồi, để không kịp sao. Này con Shibauga 3.000 các bạn. Này sới dần sới nhận, sới nước nè. Tính đâu là nó màu đỏ hơn chứ chỉ là tính nó màu xanh này không chứ, màu xanh kim của nó chứ. Đấu đầu rồi. Đấu đầu rồi hả? Đấu đầu gì? Không biết, nó không cần. Dạ. Có ai xài chỉ bán lại anh. Con này hả? Cái đầu là máy này nè. Con máy này luôn ha. Ừ. Ờ, đến lát giới thiệu luôn. Chị có số điện thoại nhớ điện thoại không? Có điện thoại đây nè, không có nhớ số. Lát đọc vô cho người ta mua, người ta liên hệ. Đây là con máy này sơn lại các bạn, có đấu đầu rồi. Anh này cũng đang cần kêu bán nè, có ai mua thì liên hệ. Lát nữa mình sẽ kêu anh đọc số điện thoại. Con máy này sơn rồi. Cái đầu máy hơn 50 triệu hả chị? Anh cần bán máy này luôn hả? Bán đó mà nói giỡn cái gì chị ơi? Trời.
Cần bán cái máy này luôn hả? À? Đầu này anh đấu đầu gì á? 3T100. Ờ 3T á. Anh cần bán luôn hả? Cần bán luôn. Cần bán luôn rồi, đọc số điện thoại đi. Có nhớ đâu. Đợi, đọc số điện thoại đi. Vậy là đấu đầu này đấu đầu 3T100 á. Bán à. Thường thường thì mấy này đấu 3T hoặc 4T không à. Nó mới hợp. Thì chạy đó biết rồi đó. Dạ. Dạ, yeah, bán cái máy này 50 triệu ha. À. Rồi bỏ cái dàn chế này lại. Dạ. Yeah. Rồi đọc số điện thoại đi. Này đấu đầu này bao lâu rồi, xài bao lâu rồi? Có 2-3 vụ. 3 vụ rồi. Đấu đầu xài 3 vụ nữa. Số điện thoại đi, có ai mua người ta liên hệ. Tại em quay kênh YouTube thì em biết cái đó như cái đài truyền hình nhỏ nhỏ vậy. Trước thì mới điện không hơn. Có đăng lên luôn á hả? Ờ, đăng chứ. Đăng người ta mới biết, người ta coi mua chứ. 83 790 83 790. Anh tin được ha. Rồi xuống đó chạy thêm nữa đi cho em quay thêm đoạn nữa cho anh ta coi. Vậy là cái máy này đấu đầu 3T100. À, máy Shiboga 3000. Vậy là bán có bán kèm theo cặp bánh bánh bê này luôn ha. Chọn bộ gì luôn. Chỉ có cái là bỏ dàn sới nước này lại thôi. Có dàn sới kia không? Không luôn, chỉ có đầu máy gì không ha. Rồi. À, máy này cũng còn nhạy đó. Này mình quay cho các bạn tham khảo thêm nè, có ai mua thì liên hệ. Đó đầu 3T này thì nó mạnh rồi. 3T và 4T này thì nó mạnh rồi đó. Thằng xe nước này sẽ im quá. Nước này 28 triệu hả chị? 28 triệu đó, mới mua được gì đó, nó chạy nó mấy nữa. Này mình lên Sài Gòn mình lục nghĩa địa mua ha. Mua của bà. Ở Long Xuyên cũng có nè. Ở Xuyên nghĩa địa. Cho ra Long Xuyên mình lục mua nghĩa địa. Này nếu mà ai cần mua dàn số nước này thì ra Long Xuyên lục mua nghĩa địa các bạn. Số máy á. À. Vậy là ở Long Xuyên mà chỗ tiệm mà số máy ha. Ừ. Dạ. À, đất nó sớ lên này cũng thấy bằng lắm nè. Đây nè các bạn, nó đang chạy vô nè các bạn. À, đấu đầu 3T nè. Con này đấu đầu 3T với 4T thì người ta thường thường người ta xài vậy đó. Xài đấu đầu 3T với 4T mà. Người ta thích thì người ta xài vậy đó. Là đầu máy này thì mình xin nhắc lại là mình đang ở cánh đồng Tân Tiến nha các bạn. À, số điện thoại thì có đọc cho các bạn và mọi người cùng nghe nãy rồi đó. Là số điện thoại đó. À, đầu máy này bán 50 triệu đồng không à. Đầu bánh này kia nọ ra vậy luôn đó. Còn cái bỏ dàn sớ lại hiện tại chạy như thế nào được bán như thế đó đó. À, màu xanh này là không phải màu xanh trên của nó. À, màu xanh này có trơn lại rồi. Của nó mình nói giá vậy thôi, còn có ai muốn mua thì điện vào số điện thoại hồi nãy đó thì mình nói chuyện với chủ máy nó dễ hơn. Bớt hay hợp là như thế nào đó. Thì nó đang chạy vô nè các bạn, cái đầu này đấu là xài được 3 vụ đó các bạn. 3 vụ lúa rồi đó.
cái hơi nó gống gồng quá ha. Đoạn này nó chưa có ra khói, các bạn chạy là chưa có ra khói gì chứ. Sới dàn sới nhặn là 2m8. Tại cái loại dàn sới này thì cái loại dàn sới nhặn 2m8 này là cái găng nó có chừng 1 tấc 2, nó không có dài hơn nữa các bạn. Mình xin chia sẻ với các bạn luôn là cái dàn sới nhặn này là mua có 28 triệu là mua ở Long Xuyên. Lục mua đồ cũ ở Long Xuyên, đồ nghĩa địa của Nhật đó. 28 triệu mua Long Xuyên. Còn nếu mà mình lên Sài Gòn mua thì cũng có đó, nhóc hết á. Cái này nhóc hết trơn các bạn, mình quay được nhóc hết trơn á. Có cái loại mà người ta ship mấy khúc nữa. Ship 3 khúc luôn. Cái loại đó Kubota 6040 chạy đó là tới 4 mét mấy lần. Còn cái này là nó 2m8 này là dành cho con những cái con máy nhỏ nhỏ như thế này. Là con Shibuga 3000 hay hoặc là như thế này thì tương đương như thế này thì chạy 2m8 này thì ok. Mình đang chạy nè, mặt đất nó đang chạy nè, đó. Bạn thấy nó cũng êm lắm, cũng được lắm. Nói chung là mình quay cho các bạn xem vậy đó, còn tùy theo sở thích của mỗi người có được hay không là ăn thua các bạn. Có người ta không thích thì ta nói là xài cái con máy Shibuga đấu đầu 3000 như thế này thì đấu đầu 4T. Đấu đầu 4T như thế này thì xài thử không kẹp các bạn. Nhưng mà có người ta thích thì ta nói xài êm lắm, mạnh lắm. Chủ máy này tên được các bạn. Nếu mà có liên hệ qua số đó thì cái này là chủ máy này tên được. Này là địa điểm này là ở Tân Tiến, cánh đồng của Tân Tiến. Tân Tiến An Giang. Mình đang đứng ở trong đồng biết kinh này kinh máy nữa. Thôi thì có gì thì các bạn muốn xem thì xem, còn các bạn muốn mua thì liên hệ với số đó rồi hỏi. Mới đầu cứ tính là con máy Shibuga màu xanh không chứ. Dầu gì gì tắt máy rồi. Ồ, nước nóng quá. Vậy mà tính đâu gì không ai ngờ hết dầu. Vậy mà tính cái gì không mà ai ngờ hết dầu rồi. Trời ơi, rồi vậy rồi có phức tạp lắm không? Dạ hả? Chứ không phải xả bét xả bơm gì đâu hả? Thôi vậy em cảm ơn em đi luôn à. Có gì chưa, ngày mai em đang anh cho cái lúa quê hương á.